Tashidele, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại trở lại với một cái bài tiếp theo của giải tích 11 nha. Hôm bữa chúng ta đã làm việc cái bài cái phần giải số rồi. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta một số cái bài tập về phần giải số này ha. Rồi chúng ta sẽ đi vào bài số 2. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết một số bài tập thôi. Bài số 2. Chứng minh rằng dãy số UN với UN bằng 2N cộng 3 chia cho 3n cộng 2 là dãy số giảm và bị chặn. Là dãy số giảm và bị chặn. Rồi chúng ta cùng suy nghĩ nha. Thầy nhắc lại như một tí cho chúng ta cùng ôn tập lại cái phần dãy số này một tí. Là gì? Một dãy số bị chặn thì chúng ta cần phải đi chứng minh ảnh là bị chặn trên và bị chặn dưới. Đồng thời chặn trên và chặn dưới thì được gọi là gì? Là dãy số bị chặn. Còn dãy số giảm nghĩa là gì nhỉ? Tức là số hạng đứng trước sẽ lớn hơn số hạng đứng sau. Tức là UN phải lớn hơn UN cộng 1. Em ta cần phải đi chứng minh cái này. Rồi bây giờ cách xử lý của chúng ta như sau. Đầu tiên ta có UN. Ta có UN bằng bây giờ thầy sẽ viết lại cái phân số này nha. 2N cộng 3 chia cho 3N cộng 2. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện một cái phép chia đa thức. Chia đa thức nha. Thầy sẽ thực hiện một phép chia đa thức. Thì kết quả của chúng ta sẽ bằng 2 phần 3 cộng 5 phần 3 của 3N cộng 2. Chia đa thức nha. Cái này chúng ta đã học ở cấp dưới rồi, ở lớp 9 rồi. Chúng ta có thể xem lại. Rồi các bạn dành vài phút ra chúng ta thực hiện phép chia đa thức này nha, sau khi thầy chúng ta tiếp tục cái bài toán này. Rồi bây giờ ta trở lại ha. Thì sau khi thực hiện phép chia đa thức nhá, biểu thức của chúng ta UN chúng ta đã trở thành như thế này. Thì để chúng ta chứng minh dãy số giảm thì các bạn thực hiện như sau. Chúng ta có hai hướng nhá. Chứng minh một dãy số tăng hay giảm ta có hai hướng. Hướng thứ nhất là chúng ta xét hiệu và hướng thứ hai là chúng ta sẽ xét thương. Nhưng trong trường hợp này chúng ta sẽ đi xét hiệu. Ta xét hiệu UN cộng 1 trừ UN thì cái này sẽ bằng. Bây giờ thầy sẽ thay cái N này bằng N cộng 1 nha. Như vậy chỗ này 2 phần 3 thầy giữ lại nè. Cộng nè. 5 này. Chia cho 3 nhân N này. Thì thầy nhân khai triển ra luôn nhé. 3 nhân cho chỗ này thầy khai triển ra nè. 3 nhân cho n cộng 1 mà cộng cho 2
À, thì bằng này, tức là 3n cộng 3 cộng 2 tức là 3n cộng 5. Như vậy thầy sẽ thay vô đây là 3n cộng 5. 3n cộng 5. Đúng không ạ? Đây chính là cái un cộng 1 nha. Thầy trừ cho un, tức là thầy trừ cho anh này. Trừ cho cái anh 2 phần 3 cộng 5 phần 3 3n cộng 2. Rồi thì ở đây chúng ta đã rút gọn được cái 2 phần 3 này rồi nha. 2 phần 3 này ta rút gọn đi, thì ở đây thầy sẽ đặt 5 phần 3 ra ngoài bằng 5 phần 3 ra ngoài, thì anh này sẽ còn lại là 1 phần 3n cộng 5 trừ cho 1 phần 3n cộng 2. Thì cái này nó đã thể hiện rất là rõ ràng rồi, một phân số mà có mẫu lớn hơn thì phân số đó sẽ nhỏ hơn, mẫu càng lớn thì phân số càng nhỏ ha, mẫu càng lớn thì phân số càng nhỏ, mà nhỏ trừ cho lớn thì chắc chắn là số âm rồi, và là làm bé hơn không. Đấy, bé hơn không. Như vậy thì thể hiện điều gì đây nhỉ? Khi ta xét hiệu UN cộng 1 trừ cho UN mà bé hơn không thì ta kết luận ngay là suy ra dãy số UN là dãy số giảm. Dãy số giảm. Được chưa? Bởi vì hiệu này nhỏ hơn không là dãy số giảm. Số hạng đứng sau bé hơn số hạng đứng trước. Đấy. Như vậy tao đã chứng minh được một vế của anh này rồi ha. Một vế của anh này rồi. Thì bây giờ chúng ta đi vào vế tiếp theo, đó là bị chặn nha. Bị chặn. Thì cái lý do mà ở cái phần đầu tiên này nè, thầy tách cái 2 phần 3 này ra, nó cũng có một cái lý do ở đây. Đấy. Phải tách cái hệ số này ra, cái hằng số 2 phần 3 này ra. Đấy. Thì cái anh này dùng để xử lý cái vế sau này bị chặn ha. Thì bây giờ ta tiếp tục, ta đi chứng minh dãy số này là dãy số bị chặn. À, thầy sẽ viết lại ha, viết lại cái biểu thức này. 2 phần 3 cộng 5 chia cho 3 nhân 3n cộng 2. Rồi, bây giờ thầy nói lại chỗ này một tí, bị chặn này, một dãy số bị chặn. Thì yêu cầu của khi chúng ta đi chứng minh bị chặn thì chúng ta phải chứng minh gì bị chặn gì? Chặn trên cộng với lại chặn chặn dưới. Được không nhỉ? Chặn trên cộng với lại chặn chặn dưới thì mới ra được dãy số bị chặn, chứng minh được dãy số này bị chặn ha. Rồi bây giờ chúng ta đi chứng minh dãy số bị chặn trên. Chặn trên tức là nhỏ hơn một cái gì đấy, còn chặn dưới là lớn hơn một cái gì đấy. Bây giờ ta có này, đầu tiên ta có UN bằng 2 phần 3 cộng cho 5 phần 3 của 3n cộng 2, thì chắc chắn rằng anh này phải lớn hơn 2 phần 3 với mọi n thuộc gì? Thuộc n sao? Vì sao nhỉ? Vì đây là một phân số gì? Phân số dương. Mà 2 phần 3 cộng một số dương thì chắc chắn là gì? Lớn hơn 2 phần 3. Như vậy cái UN của chúng ta luôn luôn sẽ lớn hơn 2 phần 3. Luôn luôn lớn hơn 2 phần 3. Như vậy ta suy ra dãy UN bị chặn dưới bởi 2 phần 3. Đấy. Ý thứ nhất, đó là ta đi chứng minh chặn dưới. Rồi bây giờ chứng minh chặn trên. À, UN là chúng ta viết lại biểu thức nhé. 2 phần 3 cộng 5 chia cho 3 nhân 3n cộng 2. Bây giờ mình cần phải chứng minh ảnh bé hơn một cái giá trị nào đấy. Như vậy hình dung thế này nè. Ta phải sử dụng cái luật tư duy của bất đẳng thức nha. Bây giờ cái anh này lớn nhất, tức là mình đang đi tìm một cái giá trị mà lớn nhất của anh này, giá trị lớn nhất
Thực ra về bản chất ảnh không phải là lớn nhất đâu nhé, tại vì không có dấu bằng, ảnh không tồn tại dấu bằng nên không thể gọi là giá trị lớn nhất được. Nhưng mà về cái cách làm, cách tư duy thì nó cũng tương tự như là việc đi tìm giá trị lớn nhất, nhưng mà ở đây không có dấu bằng. Bây giờ để anh này đó nhắc, cái hằng số này thì không quan tâm là bởi vì hằng số nó không có thay đổi, cho nên chúng ta không thể không đánh giá được cái này. Bây giờ mình đánh giá cái biểu thức mà chữ n là phân số này lớn nhất khi nào nhỉ? Khi mẫu này như thế nào? Mẫu này nhỏ nhất. Phân số lớn nhất khi mẫu nhỏ nhất. Mà mẫu nhỏ nhất khi n nhỏ nhất. Mà n nhỏ nhất khi nào nhỉ? N là một số nguyên gì? Số nguyên dương mà. Như vậy anh này nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 2 phần 3 ghi lại cộng 5 nhân anh này nhỏ nhất là bằng 1, 3 nhân 3 nhân 1 cộng 2. Đấy, bây giờ tao thay vào thôi. Vậy kết quả chỗ này là bằng cộng hết quy thức này lại ta bằng 1. Thể chỗ này có dấu bằng đấy, dấu bằng. Vậy anh là 1. Như vậy suy ra anh UN của chúng ta luôn luôn bé hơn hoặc bằng 1. Tức là ta suy ra dãy gì? Dãy UN là bị chặn trên bởi một, bị chặn trên bởi một. Như vậy vừa kết hợp anh bị chặn dưới này, kết hợp anh bị chặn trên này, thì ta suy ra được gì? Suy ra anh này là một dãy số bị chặn. Đây, chúng ta bị chặn. Bị chặn thì bao gồm gì? Chặn trên cộng với chặn chặn dưới. Như vậy ta kết luận ngay. Kết luận UN là dãy số bị được chưa nhỉ? Đấy, ta xử lý xong bài toán này. Như vậy đối với bài toán này chúng ta nắm hai ý cho thầy. Ý thứ nhất là chúng ta nắm cái phương pháp chúng ta đi xử lý một dãy số tăng hoặc giảm. Thứ hai đó là nắm cái quy trình để chúng ta đi chứng minh một dãy số bị chặn. Bị chặn là phải gì? Chặn trên và gì? Chặn dưới nhé. Rồi chúng ta tiếp tục đi vào bài tiếp theo. Bài số 3. Xét tính đơn điệu. Như vậy đơn điệu nghĩa là gì nhỉ? Điệu tức là xét tính tăng giảm này của số A UN với UN bằng 3 N bình trừ 2 N cộng 1 chia cho N cộng UN với UN bằng căn của N cộng 1 trừ cho 1 chia cho N. Như vậy ta đi xét tính đơn điệu có nghĩa là ta cần đi xét gì? Tính đơn điệu chính là tính tăng giảm của một hàm số nha, ta lưu ý tăng giảm. Rồi bây giờ ta có hai cái dạng bài tập thì làm sao để xét được anh này tăng hoặc giảm thôi nhỉ. Giờ ta đi xử lý cái anh câu A này trước nhé, ta viết lại đi câu A. Bây giờ UN bằng 3 N bình trừ 2 N cộng 1 chia cho N cộng 1. Rồi bây giờ đối với những dạng bài tập mà cái dãy số của chúng ta, số hàng tổng quát này có dạng là phân số, thì ở đây ta sẽ đi thực hiện phép gì? Phép chia đa thức nha, các bạn nhớ chia đa thức. Các bạn suy nghĩ trong vòng vài phút ha,
sau đó chúng ta đi sửa. Hãy thực hiện chia ra thức xong ta sẽ đi sửa bài này nha, suy nghĩ trong vòng vài phút. Rồi bây giờ thầy sẽ thực hiện chia ra thức nhé. Bạn theo dõi cho này không? Bây giờ ta có nè. 3n bình trừ 2n cộng 1. Thầy chia cho chúng ta thực hiện một cái phép chia. N bình. N thôi, n cộng 1. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện chia. Thì ta đem cái 3n bình này ta chia cho n thì kết quả là 3n. Được chưa nhỉ? Và sau khi chia xong thì ta nhân ngược trở lại là 3n bình cộng n, đặt phép trừ ở đây, ta trừ xuống như vậy trừ 3n cộng 1. Tiếp tục thầy sẽ chia trừ 3n mà chia n là trừ 3n, nhân ngược trở lại là trừ 3n trừ 3 ô 1 và trừ cho 1 mà trừ cho chỗ này là 4. Ở sao lại 4 nhỉ? Mình có bị nhầm chỗ nào không đây nhỉ? Chỗ này là 3n nhé, 3n đây. Nhân ngược đó là 3n, như vậy chỗ này là trừ 5. 5 ở đây là ra được trừ 5. Nhân ngược trở lại chỗ này là trừ 5, như là 6. Như vậy cái anh UN này sẽ bằng nè 3N trừ 5, tức là bằng thương nè, bằng cái bằng kết quả này cộng cho số dư này 6 này, chia cho nè, chia cho cái mẫu này N cộng 1. Chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xét gì? Xét UN cộng 1 trừ cho gì? UN này bằng. Chỗ này thầy sẽ có UN cộng 1 thầy thay vô đây luôn ha. Là 3N cộng 1 tức là 3N cộng 3 đấy, cộng 3 mà trừ 5 tức là 3N trừ 2 cộng 6 phần N cộng 2 trừ cái này 3N trừ 5 cộng 6 phần N cộng 1 bằng 3N trừ 3N hết, trừ 2 cộng 5 là cộng 3 cộng cho 6 phần 6 N cộng 2 trừ cái này thầy rút 1 phần 6 ra luôn đi ha, 1 phần 6 ra luôn, 6 ra luôn đi. Anh này là 1 phần N cộng 2 trừ cho 1 phần N cộng 1. Rồi sau khi quy đồng hết lên rồi ta sẽ có được phân tích ra là 3 nhân N, nhân N cộng 6, N cộng 3 chia cho N cộng 1 nhân N cộng 2. Thì anh này lớn hơn không, bởi vì tất cả những giá trị này anh là đều là số dương hết. Như vậy tử lớn hơn không, mẫu lớn hơn không thì anh này sẽ là số dương. Mà hiệu này là số dương thì ta suy ra ngay UN là giải gì? Giải tăng. Như vậy đối với một cái bài có UN là dạng ở phân thức như thế này thì ta phải lưu ý chúng ta sử dụng phép gì? Phép chia đa thức. Phép chia đa thức hồi nãy thầy đã thực hiện rồi nha. Ta theo dõi nha.
Rồi bây giờ ta đi vào bài tiếp theo, đó là câu B. Ta viết lại UN nhé, UN3 căn bậc 2 của N cộng 1 trừ cho 1 chia cho N. Đây cũng là một cái dạng phân thức đây, nhưng phân thức này chứa căn. Chứa căn thì chúng ta phải dùng đây phương pháp gì? Trục căn. Trục căn tức là gì? Chúng ta làm sao để chúng ta khử đi cái căn trừ, chuyển ảnh thành căn cộng. Như vậy này bằng từ một chúng ta nhân cho một cái lượng gì đây nhỉ, lượng liên hợp là cộng 1 đấy, chia cho n, và nhớ nhân tử thì nhớ nhân mẫu nhé, căn của n cộng 1 cộng 1 đấy, và ta có a trừ b nhân a cộng b tức là a bình trừ b bình tức là n cộng 1 trừ 1 tức là bằng n, n với n là hết một phần căn của n cộng 1 cộng 1. Sau cái dạng này thì quá đơn giản rồi, dạng này thì chắc chắn là ta phải đi xét hiệu rồi. Vậy trước khi ta xét hiệu ta đi tính cái anh UN cộng 1 đi, xét cho nhanh. Thì bây giờ U cộng N cộng 1 thì chỉ cần thay vô đây thôi. Như vậy căn của N cộng 1 nó là căn N cộng 2. Độ cộng cho mấy? Cộng 1. Được chưa? Đấy. Như vậy ở đây ta xét nhanh nhé. Anh này là có mẫu lớn hơn anh UN cộng 1. Mà một phân số mà có mẫu lớn hơn thì phân số này sẽ bé hơn. Ta suy ra ngay này, ta có ngay này, cái anh UN cộng 1 này bé hơn UN, và ta suy ra UN là dãy số gì? Dãy số giảm hay là ảnh mang tính giảm, được không nhỉ? Ảnh giảm, dãy số giảm. Đấy. Như vậy chúng ta đọc kỹ đề bài này nhé, tính đơn điệu tức là tính tăng giảm đây, ta xét tính tăng giảm. Thì đối với hai cái bài toán này ta xử lý mà bằng hai cách cũng khá là quen thuộc. Cách thứ nhất là chúng ta thực hiện gì, phép chia đa thức. Thứ hai là gì, phép trục căn. Trục căn thì khi nào có căn mình mới trục, căn mà căn hiệu thì mình mới trục, còn căn tổng thì chúng ta không nên trục đâu nhé. Căn hiệu thì mình trục căn để cho ảnh trở thành căn tổng, được chưa? Đấy, còn nếu như đa thức mà bậc cao chia trên đa thức bậc thấp thì chúng ta thực hiện phép chia đa thức thôi nhé. Rồi ta xử lý xong câu B. Ta tiếp tục đi vào bài tiếp theo ha. Bài số 4. Chúng ta thầy ghi đề xong các bạn suy nghĩ trong vài phút nhé. Ta giải liền thì các bạn lại không có thời gian ta suy nghĩ. Tìm A để UN với UN bằng AN bình cộng 1 chia cho 2N bình cộng 3 là câu A, dãy số giảm. Dãy số giảm. Câu B là dãy số tăng. Rồi chúng ta suy nghĩ nhé, chúng ta suy nghĩ tìm cách xử lý cái bài này trong vòng vài phút, sau đó thầy sẽ đi sửa ha.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện, tức là một cái bài toán như thế này cũng là một cái dạng tức là biến đổi này. Thông thường thì cái dạng mà thông thường ấy, tức là người ta sẽ cho mình một cái dạng UN mà có cái hằng số này không phải là một cái tham số, là cho luôn số luôn. Nhưng ở đây á, đối với bài này thì đề lại cho đây là một cái hệ số A và cho giả thiết là tăng giảm, yêu cầu ngược trở lại là đi tìm A, tức là bài toán ngược đây. Bài toán ngược của một cái bài toán mà mình đã làm hồi nãy rồi. Thì đối với bài toán này thì chúng ta cũng sẽ thực hiện làm ta đi chia đa thức nha. Bây giờ thầy sẽ chia đa thức như vậy, thầy sẽ có này, như vậy ta có UN sẽ bằng AN bình cộng 1 chia 2N bình cộng 3. Bây giờ thầy sẽ chia nhé, chia hết cái này đi, như vậy là bằng A phần 2. A phần 2 này, thầy nhân ngược trở lại ha, nhân ngược trở lại thì cái này bằng AN bình cộng 3A phần 2, trừ xuống, như vậy 1 trừ 3A phần 2. Được chưa? Đấy, anh này sẽ bằng A phần 2 cộng 1 trừ 3A tức là 2 trừ 3A chia 2. Thầy chia cho anh này, như vậy 2 trừ 3A chia 2 nhân cho 2N bình cộng 3. Đấy. Và sau khi thực hiện cái chia đã thức xong nhé. Rồi và chúng ta đi đi xét cái hiệu UN cộng 1 trừ cho UN N 3 A phần 2 cộng 2 trừ 3A chia cho thầy thay vô đây là N cộng 1 ha, N cộng 1 bình ok, thế là thầy thay vô đây đi, bằng 2 nhân n cộng 1 bình phương cộng 3 đấy, và trừ cho anh này mở ngoặc vuông a phần 2 cộng 2 trừ 3a 2 nhân 2n bình cộng 3. Rồi như vậy trừ cho nhau là hết, bằng chỗ này là thầy đặt cái này ra nhé, 2 trừ 3a phần 2 1 phần 2 nhân n cộng 1 bình phương cộng 3 trừ chỗ này 2 là rút gọn rồi. Mà cái anh này là số âm này, anh này số âm này. Được nhỉ? Anh này là số âm đâu? Anh này là rõ ràng là cái mẫu này lớn hơn cái mẫu này, thì rõ ràng phân số này bé hơn. Bé trừ lớn tức là anh này là gì, là số âm. Mà để cái hàm số này hay là dãy số này là dãy giảm, câu A này nếu như giảm giảm thì anh này cái hiệu này phải là số âm, tức là cái anh này phải là số dương, 2 trừ 3A phần 2 phải lớn hơn không, hay là A bé hơn 2 phần 3. Còn nếu như đây là một dãy tăng thì 2 trừ 3A này phải bé hơn không, thì anh này sẽ lớn hơn 2 phần 3. Được không nhỉ? Vì sao? Dãy giảm tức là cái hiệu này là số âm, mà muốn hiệu này là số âm thì cái anh hệ số này phải là số dương, dương nhân âm thì mới ra được gì, mới ra được số gì, số âm. Và âm nhân âm thì ra được dãy số gì, số dương. Số dương tức là dãy gì, dãy tăng. Đấy, chúng ta xử lý như thế nha. Rồi chúng ta đi vào bài cuối cùng, bài số 5. Bài số 5 này thì y như bài hồi nãy thôi, vấn đề gì cả. Bài số 5 chứng minh UN với
UN bằng N bình cộng 1 chia cho 2N bình cộng 3 là giải bị chặn. Rồi, đây là một cái bài tương tự như cái bài số 3 ấy, cái bài mà chúng ta đi xét à, bài số 2 ấy. À, cũng là một cái dạng gì giải số phân thức thì ta thực hiện phép chia đa thức thôi. Bây giờ sau khi chia đa thức xong nhé thì thầy sẽ được chỗ này là các bạn tự xử lý chỗ này ha. Rồi phép chia đa thức thầy đã hướng dẫn rồi thì ở đây chúng ta sẽ bằng này 1/2 trừ cho 1/2 2n bình cộng 3 để lý luận luôn là chỗ này là gì đây, một bé hơn 1/2 được chưa nhỉ. Như vậy anh này UN là bé hơn 1/2 với mọi n thuộc n sao. Đấy, như vậy anh này chứng minh anh này là UN bị chặn đây. Đấy. Tiếp tục UN bằng 1/2 trừ 1/2 2n bình cộng 3 sẽ luôn lớn hơn. Chúng ta lý luận này, anh này là nhỏ nhất khi khi này khi anh này bé nhất, anh này lớn nhất. Anh này lớn nhất thì cái hiệu này 1/2 trừ cho anh này sẽ là giờ làm cho cái anh này nhỏ nhất. Mà anh này lớn nhất khi cái mẫu này nhỏ nhất, mẫu nhỏ nhất bằng n bằng bằng 1. Thầy thay n 1 vô nhé, 1/2 trừ 1/2 nhân 2 cộng 3 thì kết quả chỗ này sẽ bằng 2/5. Như vậy ta suy ra UN của ta bị chặn dưới và kết luận lại bị chặn trên cộng với bị chặn dưới thì ta kết luận ngay là UN bị chặn. Đây chính là yêu cầu của bài toán ha. Rồi hôm nay chúng ta đã đi xử lý được một số bài tập về phần giải số thì hy vọng là sẽ giúp cho các bạn chúng ta có một số cái kiến thức nền tảng trong cái chương trình lớp 11 ha, các bạn học sinh lớp 11 thì các bạn cố gắng ta theo dõi ở trên fan trên Facebook của thầy nhé, thì các bài live của thầy chúng ta sẽ các chương trình từ lớp 9, lớp 10, 11, 12. Thầy sẽ giải đề luyện lớp 9, đề luyện lớp 12 và sẽ bổ sung thêm cái nội dung là đề luyện thi đánh giá năng lực. Các bạn cứ theo dõi thường xuyên để chúng ta có những cái phần lý thuyết nền tảng. Và bạn nào chúng ta mong muốn chúng ta vô khóa học hoặc là chúng ta học trực tiếp hoặc là chúng ta học online thì các bạn cứ inbox cho thầy để chúng ta sắp xếp lịch học cho nó phù hợp nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi live tiếp theo.